要我们把此物交给你。Đây là ngọc bội của mẹ. Lâm Tiểu Nhiễm, đến đây. Bây giờ bà ấy ở đâu? Bà ấy chỉ bảo bọn ta đưa vật này cho cậu, rồi đột ngột mất tích. Tất cả mọi chuyện lại có quan hệ gì chứ? Bạn nhỏ đừng sợ hãi. Bà là ai? Có phải cô đang tìm bố mẹ mình đúng không? Sao bà biết? Bởi vì ta từng gặp được bọn họ. Thật vậy sao? Bọn họ ở đâu? Giúp ta rút cây kiếm ra, ta sẽ nói cho cô biết. Bọn họ ở đâu? Kiếm. Rút thanh kiếm ra. Sau khi rút ra, ta sẽ đưa cô đi tìm bọn họ. Cô gái không được động vào. Đây là lão tổ đầu tiên của ma giáo, từng là ma vương của Đại Hạ Quốc. Cao thủ chết ở dưới tay cô ta không ít hơn hàng chục vạn. Một khi thả cô ta ra thì không biết là phải đổ hết bao nhiêu máu. Hai lão già đến cũng nhanh đó. Nếu như không phải ta bị phong ấn, liệu hai người còn kiêu ngạo được sao? Hình như mình từng gặp bà ta ở đâu đó. Trong thời đại diệt vong còn có thể gặp được kẻ mạnh như ngươi, thật sự rất hiếm có. Bà cũng là người tu luyện. Chàng trai à, ngươi không quen ta sao? Ngày đầu tiên ngươi đến đây đã được gặp ta rồi. Hóa ra là vậy. Vừa rồi bà nói từng gặp cha mẹ ta sao? Giúp ta rút thanh kiếm ra, ta sẽ nói cho hai người biết. Lâm tiểu đệ đừng có trúng kế, quân tử nhất ngôn. Cuối cùng cũng trúng kế. Ma tôn ta rơi vào bước này, tất cả đều là do các người hại. Hôm nay ta thoát thân, chắc chắn sẽ phải tiêu diệt các người. Lâm tiểu đệ, hồ đồ rồi. Chàng trai, thật không ngờ ngươi lại rút kiếm ra. Ta nên nói ngươi tự tin hay là nói ngươi ngu ngốc đây? Ta nể tình ngươi đã thả ta ra. Ta sẽ trả lời một câu hỏi của ngươi. Năm đó cha mẹ của ngươi đã bị một đạo trưởng Bạch Mi Trắng đưa đi rồi. Nói rằng đi. Kinh Hàng Thị. Đạo trưởng Bạch Mi sao? Chẳng lẽ là sư phụ đã đưa cha mẹ đi? Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Bản tôn đã thoát ra, trở lại thời kỳ hưng thịnh. Bây giờ không ai có thể ngăn cản được ta. Không hổ là ma đầu, sát khí thật là bá đạo. Không hay rồi, Lâm tiểu đệ có nguy hiểm. Cho dù bọn ta có liều mạng, cũng phải bảo vệ cậu chu toàn. Can Khôn Lạng Nghi Trúc Ma Trận. Tại sao bà lại tu tiên? Tu tiên lẽ nào không phải chính là vì thoát khỏi xiềng xích, tự mình làm điều mình thích hay sao? Điều quan trọng của tu tiên chính là không tranh với đời, đạo tự phá gông xiềng của trời đất. Những thứ mà bà tự cho là đúng đó là ma. Ta mặc kệ ngươi muốn nói như nào thì nói. Bây giờ không còn ai có thể ngăn cản được ta.
Bổn mệnh kiếm. Anh bạn, sau khi xuống núi, đây là lần đầu tiên ngươi được chiến đấu với kẻ thù của mình. Thiên địa chính khí hạo nhiên trường tồn. Bất cầu chu tiên, đãn tràn quỷ thần. Hay quá. Chúng ta đánh giá thấp Lâm tiểu đệ rồi. Chứ sao nữa, vừa rồi nhìn cái khí thế kiêu căng của cô ta, vẫn chưa nhận ra mình gặp phải đối thủ. Gặp hacker rồi, Lâm Phong. Tàn dư giao cho hai người. Yên tâm đi, Tiểu Nhiễm. Chúng ta đi nào. Vâng ạ. À.